Xin chào tất cả các bạn, và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng mình mở sản phẩm micro Karawamax KH99 cho các bạn xem micro của chúng ta kiểu dáng thiết kế ra sao và chất tiếng như thế nào nha các bạn. Ngay sau cái video clip mở hộp thì mình với các bạn sẽ cùng trải nghiệm một ca khúc xem cái chất tiếng và cái chất lượng của dòng sản phẩm micro Karawamax KH99 như nào nha các bạn. Sản phẩm mình nhìn thấy cái bìa hộp thì rất là đẹp không các bạn, biểu tượng của âm nhạc professional wireless microphone system hay không các bạn. Ngoài bộ hộp thì cũng rất là nhiều cái ký hiệu về sản xuất tránh nước hoặc là tránh va đập nặng đấy các bạn. Đây các bạn ơi, mình đã mở hộp ra rồi và xem nào. Sản phẩm này có một cặp chống lăn luôn các bạn nhé, cao su rất là xịn, phân biệt hai màu để chúng ta dễ phân biệt hai tay micro hơn. Có kèm một rác 6 ly đấy các bạn, rác này rác 6 ly này, đó rác 6 ly. Rất cẩn thận đấy các bạn, đây là cái hộp này là đựng cái gì đây? Adapter nguồn các bạn ạ, đây là cái adapter nguồn để kết nối nguồn cho cái đầu thu micro của chúng ta, nó rất là cao cấp. Mặc dù sản phẩm ở phân khúc giá tiền rất là bình dân nha các bạn, cực kỳ bình dân, nhưng mình thấy nhà sản xuất làm rất là cẩn thận, từ chi tiết rất là nhỏ thôi. Đây là hai tay micro của chúng ta các bạn, hai tay micro mình cầm rất là đầm tay. Đây tôi bỏ dần ra cho các bạn là xem cận hơn. Đây, đây là cái tay micro chúng ta nha các bạn, có logo của hãng sản xuất đây, Karawamax này. Sản phẩm này chúng ta là cái màu này là cái màu nói chung là hơi ghi hơi ngả vàng một chút nha các bạn. Nhìn nếu mà nhìn thật ở mắt thường ấy, chúng ta nhìn thực tế rất chi là đẹp, cũng cực kỳ là sang trọng. Ở đây vẫn là cái quen thuộc thôi, cái màn hình để hiển thị cái thông tin tần số và cái lượng pin của chúng ta. Đây là cái đầu chụp nha các bạn, đầu lưới. Lưới cũng màu đồng bộ với tay micro luôn. Để mình kiểm tra xem là cái vỏ chúng ta nó sản xuất bằng cái chất liệu gì nha các bạn. Cái này có lẽ là kim loại nhôm các bạn ạ, có thể là nhôm đó. Mình nhìn rất là giống nhôm, nhôm thì là sang trọng rồi. Và đặc biệt cái lớp sơn này các bạn, lớp sơn này rất là tốt này, được thấy chống xước cực kỳ là tốt. Cầm tay micro rất là đầm, thì khi chúng ta ca hát ấy, chúng ta cảm nhận như là nó có một cái sự phiêu hơn. Đây, đây là cái đầu thu của chúng ta, mình mở các bạn xem nha. Đầu thu màu đen các bạn ạ, màu đen rất là cẩn thận các bạn, để xuất bọc rất cẩn thận. Đây các bạn cùng nhìn vào đây, đầu thu chúng ta thì mặt đằng trước cũng là phay nhôm các bạn, phay nhôm và anode một cái màu đen. Bên tay phải chúng ta là cái nút nguồn chúng ta bật tắt nha các bạn, bật tắt. Thiết kế vẫn rất là truyền thống nhưng mà có cái sự phá cách rất là đẹp nha các bạn. Hai bên là hiển thị thông số tần số của hai tay micro bên trái bên phải, các nút tính năng thì nằm ở giữa đây đó. Các bạn xem mặt sau nha, đây là mặt sau. Mặt sau thì có hai cái anten, các bạn anten của micro A và micro B, có ba đường output âm thanh ra. Nếu mà chúng ta muốn đấu riêng biệt ấy, chúng ta sẽ đấu đường ra của từng micro riêng. Nếu các bạn làm sự kiện thì chắc là các bạn biết rồi đúng không ạ? Còn là khi chúng ta out ở cái đường 6 ly này thì nó sẽ tín hiệu chung của hai micro A và B. Bây giờ thì các bạn cùng mình trải nghiệm thử một ca khúc nha, xem cái chất tiếng của bộ micro Karawamax KH99 này chúng ta như nào nhé. Sau đây là xin hát một bài để thiết của micro Karawamax KH999.